Bắt quả tang chồng dẫn nhân tình đi chơi Halloween, hành động bất ngờ của vợ khiến nhiều người kinh ngạc. Không vì tức giận mà mất đi lý trí, cách đánh ghen cao tay của cô vợ khi bắt gặp chồng dắt bộ đi chơi Halloween khiến cho nhiều người nể phục. Đôi khi cứ tưởng là chuyện ngoại tình là chuyện nhà người ta, còn nhà mình vợ chồng tin tưởng nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, chỉ một chữ tình cờ, mọi bí mật đen tối có thể được phơi bày mà cô gái trong câu chuyện dưới đây đã gặp phải. Những tượng chồng bạn đi công tác, bạn kiếm tiền, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Ai dè anh ta còn mãi mê đưa bồ đi chơi Halloween. Mặc dù rất muốn nổi cơn tam bệnh khi bắt gặp cặp đôi rằng gian phu giảm phụ, nhưng người vợ lại có cách ứng xử khiến người khác nể phục. Và câu chuyện được chia sẻ lên trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em. Nguyên văn câu chuyện như sau, Đời em chẳng bao giờ nghĩ được có lúc mình lại rơi vào cái cảnh gây chú ý giữa chốn đồng người như thế này các chị ạ. À. Cách đây mấy hôm, chồng em thông báo đi công tác thanh hóa. Em biết công ty chồng có chi nhánh ở đó, lại mở cơ sở mới cho nên cũng không nghi ngờ gì. Ok thôi, gấp đồ đạc và túi cho ông ấy đi. Ngày đi chồng còn quyến luyến thẩm thiết lắm. Lão ấy còn ấy nấy bảo không thể. Lão ấy còn ấy nấy bảo rằng cũng không muốn đi công tác nhiều. Em phải cười rồi vỗ về mãi. Giờ nghĩ lại thấy thật đáng sợ Em và đứa con trai 4 tuổi ở nhà Bé nhà em vừa đi mẫu giáo năm nay Ở trường cô cũng có trang trí Halloween Rồi thông báo các mẹ mua đồ cho cháu hóa trang Con nhà em hào hức lắm Mấy hôm nay về nhà cứ đòi đi chơi mãi Thấy con đòi Em cũng lên tìm xem những địa điểm nào gần nhà Có tổ chức dắt con đi chơi Cho thỏa lòng mong ước của bé Thì thấy bên công viên có tổ chức Sợ so, đúng ngày đi đông đúc cho nên em gọi đứa bạn cùng khu chung cư rủ rê mấy hôm rồi đi luôn. Ba mẹ con dì cháu mua đồ hóa trang rồi make up ghê lắm. Không chơi thì thôi chứ chơi là tới bến. Đây là lần đầu tiên em đi mấy cái lễ lạc như thế này chứ trước đó chẳng bao giờ em quan tâm trào lưu hóa trang này nọ đâu. Đến công viên, ba người thi nhau chụp ảnh, cũng đông người nhưng chưa đến mức chen nhau. Đang đứng chụp hình cho mấy đứa, cho đứa bạn và đứa con thì em thấy bóng hình quen quen cách đó một đoạn em thấy một người đàn ông dắt tay một cô gái trẻ em giật mình nhìn kỹ hơn vì gái đó đó quá giống chồng em nhìn thêm một lúc thì ôi giời ơi đúng là chồng em rồi các chị ạ à? vấn đề là chồng em đang đeo một mặt nạ đôi với đứa con gái bên cạnh dù đeo mặt nạ nhưng chồng em thì chi cái bóng thôi em cũng nhận ra lão ta còn mặc nguyên cái áo đi đôi giày em vừa mua cho tuần trước nữa mới nói chứ còn cô ta thì chắc là sinh viên, dáng còn khá trẻ, cứ ôm chặt lấy tay chồng em. Còn lão chồng em dối trá thì thi thoảng quay qua hôn lên má nó. Ba máu sáu cơn, em định chạy đến làm ầm lên nhưng đi cùng con, sợ ám ảnh cho nên em nhờ đưa bạn, đưa bé sang khu khác chơi để một mình xử lý. Em theo chân chồng và à bồ kia rút 15 phút, dù đứng ngay cạnh bên nhưng chúng nó chẳng biết gì đâu. Đúng lúc đứng vào khu bí ngô nhập nhoạng, hai đứa chúng nó định hôn nhau em lao vào và chọc em một cái lệch cả mặt nó ngừng đầu lên thấy em thì sững sờ lấp bà lấp bắp nghĩ mà buồn cười mọi người xung quanh đổ mắt vào em nghĩ đi nghĩ lại ghen cũng phải thật sang các kỳ ạ vậy là em nhìn sang con bồ của chồng nhẹ một câu là con gái xinh đẹp thế này nhưng đừng có ngu mà yêu một thằng đàn ông đeo mặt nạ em gái ạ à. có những thằng bỏ lớp hóa trang ra nó còn đáng sợ hơn khi đeo mặt nạ đấy chẳng cần nói nhiều, em quay đi mà bao nhiêu người xung quanh chỉ sao chỉ trò nhỏ kia, cây thì cây nhưng em thấy vẫn đáng